Chào các bạn. Hôm nay mời các bạn cùng dạo một vòng thành phố Bạc Liêu, xem chợ hoa Bạc Liêu và khu chợ quê của thành phố Bạc Liêu rộn ràng đón mừng xuân Tân Sửu 2021 cùng với mình nhé. Và bây giờ mời các bạn đến khu chợ hoa của thành phố Bạc Liêu. Chợ hoa nằm trên đường Nguyễn Tất Thành và đường Lộc Ninh của thành phố Bạc Liêu đó các bạn. Chợ hoa Bạc Liêu năm nay bán rất nhiều loại hoa, nhưng nhiều nhất là hoa vàng thọ và hoa mai đó các bạn. Cây 750.000 hả? Nó cũng đẹp quá hả? Quen đó. Bà con mới bán gì đó, mình thường bán cây triệu á. Dạ. Này uống cảnh mà kiểu dáng cũng đẹp mà bông nó búp búp rồi nở đúng Tết luôn nè. Ha.
ai mua giới thiệu cho ảnh nha, 1 cây 1 triệu đó. Lấy quen anh thấy giá rẻ đó. Vậy là cái này là 1 cây là 1 triệu đó các bạn. Cái này mình ra trồng, mình trồng khoảng bao lâu nó mới được như vậy anh? Dạ. Trồng cỡ khoảng bao lâu nó mới được như vậy? Dạ 4 năm. 4 năm mới được vậy đó hả? Dạ. Thì ghép này lên là 4 năm mới được mình lấy. Ồ, kỳ công dữ ha. Dạ. À, vậy chứ bỏ công sức ra cũng dữ dằn lắm hả? 8 tầm rồi. Chốt giá 8 tầm rồi. Dạ. Cây mai rất là đẹp. Mai kiển này ở đây anh làm mấy cái gốc rất là đẹp đó các bạn. Ờ, mấy cái gốc này đẹp quá. À, các bạn thấy có mấy cây mai này gốc đẹp chưa? À, quá trời là mai kiển luôn. Và bây giờ mình sẽ đến khu chợ quê. Đây là đường Trần Phú. Đây là cầu Kim Sơn. Từ cầu Kim Sơn nhìn xuống sẽ thấy khu chợ phường 3 của thành phố Bạc Liêu. Và bây giờ mình đến khu chợ quê. Khu chợ quê nằm trên đường 30 tháng 4, thành phố Bạc Liêu. Khu chợ quê diễn ra từ ngày 6 tháng 2 đến ngày 9 tháng 2, nhằm ngày 25 đến ngày 28 tháng Chạp, để người dân vui xuân đón Tết Tân Sửu 2021 đó các bạn.
Đây là hoạt động thường niên trong nhiều năm qua của tỉnh Bạc Liêu, với các hoạt động tái hiện chợ quê và cảnh trong những ngày Tết, rất thu hút người dân trong và ngoài tỉnh đến tham quan, vui chơi. Chợ quê có 31 gian hàng đến từ các sở ban ngành và các trường học trong tỉnh tham gia. Các gian hàng trang trí không gian riêng của mình, độc đáo. Trong phiên chợ quê còn tái hiện lại những món ăn đặc sắc như gói bánh tét, trang trí gian hàng, tái hiện không gian chợ quê xưa trong ngày Tết của Nam Bộ. Giao lưu văn hóa ba dân tộc anh em Kinh, Hoa, Khmer. Đặc biệt trong thời gian diễn ra phiên chợ còn có không gian để giao lưu đờn ca tài tử Nam Bộ vào mỗi buổi tối. Đây chính là một trong những hoạt động để bảo tồn phát huy giá trị nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ, loại hình nghệ thuật đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại đó các bạn. Cái này là làm mứt đó không? Dạ, làm là năm thứ mứt. Dạ. Để cho mình đưa lên cây là năm thứ mứt. Dạ. Lắm ghê, lắm ghê. Hộp ra một hộp ngoài này để làm trưng bày luôn đi mọi người. Cho người ta thấy là cà gót này xong cái sản phẩm luôn. Rồi sao giờ đổ ra luôn không? Quà sao quà? Đổ hộp ra đây nha. Trưng bày đi ai ăn thì giao tự. Cái này của em chứ của ai hòa? Cái này để đây bán mà. Nhưng mà cái này nó phải phơi thêm miếng nắng nữa. Ý là cái này đổ vô đây phải không? Không, okay. Cái này đổ vô đây nè. Còn cái này em đem về em cũng phơi nắng. Ờ, chậm mới hơn vậy. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đây là khách sạn Sài Gòn Bạc Liêu. Đây là đường Võ Thị Sáu. Con đường này hai bên có trồng bông sứ. Mùa này nở bông rất là đẹp đó các bạn. Đến đây mình cũng xin tạm dừng. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Xin mến chào và hẹn gặp lại các bạn.